Trong ngày 18 tháng 3 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên liên tiếp xảy ra hai vụ cháy xe ô tô khi đang lưu thông trên đường. Qua đây cho thấy việc đảm bảo các an toàn kỹ thuật trước mỗi hành trình là một trong những yếu tố giúp phòng chống cháy nổ trong quá trình ô tô lưu thông. Vào khoảng 11 giờ ngày 18 tháng 3, xe ô tô do lái xe quê tỉnh Hà Tĩnh điều khiển đang lưu thông trên đường DH64 thuộc địa bàn thôn 5, xã Hà Lễ, huyện Ân Thi thì bất ngờ bốc cháy. Vụ cháy đã khiến xe ô tô tải thiêu rụi hoàn toàn, thiệt hại khoảng 700 triệu đồng, rất may không có thiệt hại về người. Khoảng 22 giờ cùng ngày, tại trục đường DH376 đoạn qua xã Tân Việt, huyện Yên Mỹ, một xe ô tô tải đang lưu thông trên đường bỗng nhiên bốc cháy. Rất may người dân đã kịp thời hỗ trợ lái xe dập tắt đám cháy. Vụ cháy gây thiệt hại nhỏ về tài sản.